công ty vật liệu Titan hân hạnh tài trợ video này. Công ty vật liệu Titan chuyên kinh doanh inox, nhôm, đồng, titan, niken, thép và các loại hợp kim khác. Chúng tôi chuyên cung cấp cho các công ty gia công cơ khí chính xác và các dự án trọng điểm tại Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battlecry, người kể sử. Ở phần trước, chúng ta đã trải qua màn hóa thân kinh điển của Phạm Xuân Ẩn. Điệp viên tài năng của Bắc Việt đã trở thành một nhà báo tài năng và kết thân được với các nhân vật cốt yếu của chính quyền Sài Gòn và cả những người Mỹ tại Việt Nam. Trong phần 2 này, chúng ta sẽ được chứng kiến tài năng đỉnh cao nhất của Phạm Xuân Ẩn, đó là khả năng ứng biến khéo léo và kỹ năng kết bạn tạo niềm tin tuyệt đối của ông. Chỉ trong một thời gian ngắn, Phạm Xuân Ẩn đã kết thân và trở nên thân thiết với rất nhiều nhân vật của giới cầm quyền cao nhất như Ngô Đình Cẩn ở Huế, chùm mật vụ Việt Nam Cộng Hòa Trần Kim Tuyến, tướng Trần Văn Đồn, tướng Nguyễn Văn Thiệu, tướng Nguyễn Cao Kỳ hay tướng Tôn Thất Đính, v.v. Ông đã làm việc cùng với nhân viên của đại tá Edward Lansdale, chỉ huy trưởng phái bộ quân sự Sài Gòn, người đã tổ chức hàng loạt các chiến dịch phá hoại chống Việt Cộng. Khả năng tạo uy tín của ông còn kinh điển tới mức ông Ẩn còn là một trong số ít các phóng viên của Việt Nam được mời dự cả những giao ban quân sự. Các bạn nên nhớ rằng, người Mỹ đã thiếu tin tưởng Việt Nam Cộng Hòa tới mức họ từng trực tiếp chỉ đạo các cuộc càn quét giai đoạn 1965-1967. Vậy mà ông Ẩn còn được mời tham dự họp giao ban quân sự thì đủ thấy sự tin tưởng của họ dành cho riêng ông Ẩn là lớn tới mức nào. Đã có thời kỳ, ông là người tư vấn đề cử các sĩ quan tham gia các khóa học huấn luyện tại các trường đào tạo quân sự tại Mỹ. Và có một cơ duyên khó tin giữa ông và Nguyễn Văn Thiệu để sau này nhiều người vẫn đặt ra nghi vấn về thân phận thật của ông Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa kỳ lạ này, rằng chính ông Ẩn là người đã làm thủ tục để Nguyễn Văn Thiệu tới Hoa Kỳ lần đầu tiên tham gia khóa học chỉ huy tại Leavenworth. Và giờ thì chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Thế nhưng mối lương duyên này đúng là để lại nhiều câu chuyện kỳ lạ. Đám chỉ huy hành quân Mỹ còn cho phép ông được lên máy bay trực thăng HU-1A đi theo hành quân suốt trận địa, các chiến trường, đến các phòng thuyết trình tình hình, xem những bản đồ chiến sự mới nhất. Là một người được coi trọng như là một chuyên gia, ông được tin cậy tới mức điều lệ của Đảng Cần Lao Việt Nam Cộng Hòa cũng được đưa ông sửa và góp ý. Và đương nhiên, cũng nhờ những ưu ái này mà ông Ẩn giống hệt như một chiếc camera chạy bằng cơm, ghi lại toàn bộ các kế hoạch quân sự, những cuộc hành quân, những chiến lược tác chiến của quân đội Mỹ và Sài Gòn, rồi thì báo cáo lại tất cả cho quân giải phóng. Có lẽ rằng những vị chỉ huy Mỹ chỉ biết đâm đầu vào gối mà tự vấn bản thân rằng tại sao khi đó lại làm cái điều ngu dại này. Phạm Xuân Ẩn sống dưới hai thân phận đối nghịch nhau hoàn toàn, tới mức ông thậm chí còn nhận cả dạy nghề gián điệp cho chính quan chức Việt Nam Cộng Hòa. Sau thời gian học báo chí tại Mỹ, Phạm Xuân Ẩn trở về nước. Vào thời điểm cuối những năm 1950, biến động xảy ra mạnh. Dưới sự truy lùng gắt gao và những chính sách cực đoan của chính quyền Ngô Đình Diệm, nhiều mạng lưới tình báo của Bắc Việt đã bị phát hiện. Rất nhiều các cán bộ bị bắt giữ và xét xử. Phạm Xuân Ẩn sau nhiều năm ở nước ngoài, đến thời điểm hiện tại cũng đang lo lắng không kém. Ông không biết rằng mình đã bị lộ hay chưa, hoặc là đồng đội khi bị bắt thì có khai ra mình hay không. Suốt một thời gian dài, ông chỉ ở nhà mà không dám đi đâu, để nếu có bị bắt thì gia đình còn biết. Sau đó thì ông nghĩ ra một cách vô cùng thông minh để dò xét xem mình đã bị lộ hay chưa. Ông đã viết thư nhờ Trần Kim Tuyến, một người ông Ẩn quen biết và bấy giờ đang cầm đầu ngành an ninh, tình báo trong chế độ Ngô Đình Diệm, để nhờ giới thiệu việc làm. Ông Ẩn dự tính rằng nếu mình đã bị lộ thì Trần Kim Tuyến không đời nào bố trí việc làm cho mình, bởi vì Trần Kim Tuyến là người nắm giữ danh sách những người hoạt động cách mạng. Thế nhưng rất bất ngờ, Trần Kim Tuyến thì lại nhiệt tình ủng hộ và giới thiệu ông Ẩn vào làm việc trong phủ tổng thống của Ngô Đình Diệm. Một thời gian sau, ông Tuyến lại giới thiệu ông Ẩn sang Việt Tấn Xã, hãng thông tấn chính thức của chính quyền Ngô Đình Diệm. Tại đây, ông Ẩn được gặp một người cũng học báo chí từ Mỹ về là ông Nguyễn Thái, khi đó là tổng giám đốc của Việt Tấn Xã. Ông Nguyễn Thái, ngay từ những giây phút đầu, đã đánh giá rất cao Phạm Xuân Ẩn. Phạm Xuân Ẩn là nhân viên đầu tiên của Việt Tấn Xã được đào tạo báo chí ở Mỹ và là người nói trôi chảy tiếng Anh. Hơn nữa, tôi đang cần một phóng viên giỏi như vậy để đưa tin từ văn phòng Tổng thống, vì đây là một nhiệm vụ rất nhạy cảm. Tôi đã nhận thấy rằng Phạm Xuân Ẩn vô cùng thạo tin với một mối quan hệ rộng. Dường như ông ấy
đã quen biết tất cả những nhân vật quan trọng ở Nam Việt Nam. Thế nhưng không bao giờ thấy ông ta khoe khoang về điều đó. Đầu óc dí dỏm và khiếu hài hước khiến ông trở thành một người mà ai cũng thích. Chính từ chỗ làm việc cho Việt Tấn Xã, Phạm Xuân Ẩn đã trở thành thầy giáo cho lớp huấn luyện điệp viên do trùm mật vụ Trần Kim Tuyến tổ chức. Trần Kim Tuyến có kế hoạch là sử dụng Việt Tấn Xã làm bình phong cho các điệp viên của chính quyền Ngô Đình Diệm hoạt động tại nước ngoài. Tuyến đã chỉ thị cho Nguyễn Thái mở lớp đào tạo bí mật ngắn hạn với báo chí cho các điệp viên của ông ta trước khi tung sang New Delhi, Jakarta hay Cairo để hoạt động tình báo. Nguyễn Thái thì từng bác bỏ chỉ thị này. Thế nhưng sau khi Tuyến bảo đó là mệnh lệnh của Ngô Đình Nhu thì Nguyễn Thái buộc phải chấp nhận. Ông Thái lại giao việc này cho chính Phạm Xuân Ẩn vì ông Ẩn không những vừa tốt nghiệp báo chí ở nước Mỹ về mà vì ông còn có quan hệ tốt với Trần Kim Tuyến. Không rõ rằng lớp học đó kéo dài bao lâu. Thế nhưng khi nhận thấy các điệp viên của Trần Kim Tuyến không học tập một cách nghiêm túc, Phạm Xuân Ẩn đã đi thẳng tới gặp Trần Kim Tuyến để phản ánh. Ông xem đấy, tôi không thể nào dạy được cho những người của ông nữa. Chừng nào ông ra lệnh cho họ phải hiểu được tầm quan trọng của việc có một vỏ bọc như thế nào. Bởi vì họ sẽ bị bắt ngay nếu không học được nghề bình phong này. Họ cần nắm được chi tiết cách viết và cách gửi tin bài, cách phỏng vấn và cách xây dựng nguồn tin. Nếu họ không học được những điều đó thì chắc chắn là họ sẽ bị bắt và khi đó thì chắc chắn là ông sẽ gặp rắc rối. Trong quan điểm của Phạm Xuân Ẩn, bình phong để hoạt động tốt không phải là cái vỏ, cũng không phải là sự đội lốt trá hình. Đó không thể là sự ngụy trang bên ngoài được, mà nhân vật đó phải thực sự sống bằng cái nghề đó một cách trong sạch, sống mãn đời với nghề đó mới mong tiếp cận được mọi điều. Và cũng chính bởi cái sự không thể đóng giả, đội nốt nên Phạm Xuân Ẩn trong tư cách nhà báo từ Mỹ về đã và đang làm việc cho Việt Tấn Xã đã không thể từ chối việc dạy báo chí cho các điệp viên của Trần Kim Tuyến. Không những vậy, ông còn tỏ ra nhiệt tình với công việc này khi yêu cầu Trần Kim Tuyến phải yêu cầu các điệp viên hiểu rằng cái vỏ bọc nó quan trọng thế nào. Và đó có lẽ cũng là góc độ cho thấy ông đã hóa thân vào vỏ bọc của mình thành công tới mức nào. Nhưng cũng nhờ sự nhiệt tình đó mà Phạm Xuân Ẩn nhận được rất nhiều quyền lợi đặc biệt do những mối quan hệ rộng. Ông được phép đi lại, có cả giấy tờ của an ninh phủ tổng thống, được cấp và sử dụng cả súng riêng. Ông được tự do lái xe đi khắp nơi, có khi còn đi cả Buôn Ma Thuột khi cần. Cùng với các nhà báo nước ngoài, ông Ẩn đi cả lên vĩ tuyến 17, đi tham quan khu trù mật bằng xe của phủ tổng thống. Ông Ẩn cũng có một chiếc xe riêng, xe taxi nhỏ thương hiệu Renault, dùng từ suốt những năm 1960 cho tới khi miền Nam giải phóng. Khoảng những năm 1968, Phạm Xuân Ẩn được cả giới Sài Gòn biết đến như là một người anh cả trong đám phóng viên. Bởi ông là một trong những nguồn thạo tin nhất ở đây và rất nhiều phóng viên khác phải phụ thuộc vào nguồn tin của ông. Tiệm cà phê Givran nằm đối diện với khách sạn Continental. Tiệm này từng là nơi tụ tập của cánh nhà báo, cảnh sát và cả quan chức chính phủ. Đây chính là nơi những tin tức được tung ra, được kiểm chứng và là nơi mọi người săn tin những tin tức nóng nhất trong ngày. Nơi đây là một cỗ máy sản xuất tin đồn, thường được gọi đùa là đài phát thanh Catinat. Phạm Xuân Ẩn được mệnh danh là viên tướng Givran vì chính tại tiệm cà phê này, ông có thể thu lượm được những thông tin mới nhất trong ngày. Ông ngồi cà phê nhiều tới nỗi, đứa con gái của ông đi học lớp 2, được cô giáo hỏi ba làm nghề gì. Cô gái đấy giải thích rằng nghề ký giả của ba như sau. Thấy ba con toàn ra tiệm ngồi ăn, tán dóc, tới tháng mấy ông Mỹ trả lương cho ba đem về cho má đi chợ. Givran là một quán cà phê rất đặc biệt. Hồi chế độ cũ, đây là một trong những trung tâm của thời cuộc. Hàng ngày, các tướng lĩnh thường tới đây. Cánh nhà báo trong và ngoài nước cũng thường tới đây để săn tin. Bởi vậy, nơi đây cũng có mặt đủ các loại tình báo, từ các nhân viên phủ đặc ủy trung ương tình báo thuộc chế độ cũ Sài Gòn, đến cả CIA, tình báo Anh, Pháp, Đài Loan, và đương nhiên là cả tình báo của Việt Cộng nữa. Là một nhà báo nổi tiếng với những bình luận chính trị quân sự sắc sảo và toàn quen những thú dữ, Phạm Xuân Ẩn mặc nhiên trở thành trung tâm của quán cà phê này. Chủ quán thì cũng dành riêng cho ông một bàn cố định. Vào buổi sáng, ông Ẩn dắt con chó béc dê tới ngồi đó và chửi thề như bắp ràng. Givran dĩ nhiên nằm trong tầm ngắm của phủ đặc ủy Trung ương Tình báo Việt Nam Cộng Hòa. Người của phủ này hàng ngày tới đây để theo dõi, ghi âm những ai phát ngôn có lợi cho Cộng sản. Ông Ẩn có thể đoán được ai là thân cộng,
và thường âm thầm bảo vệ họ bằng cách nói to lên, lấn át tiếng của người đó. Kết quả là những cuốn băng ghi âm những chuyện quan trọng đều không nghe thấy gì ngoài những tiếng nói ồn ào to lớn của ông Phạm Xuân Ẩn. Những người chỉ huy của phủ thì thường càu nhau với ông rằng ông đang cản trở công việc của họ. Ông chỉ cười mà bảo rằng: "Làm sao mà tôi biết mấy ông đến đây để ghi âm?" Trước ngày ký hiệp định Paris, phủ đặc ủy dự đoán rằng nếu thành lập chính phủ ba thành phần thì quán cà phê này sẽ là nơi cần lắp đặt hệ thống thiết bị theo dõi đặc biệt, không thể dùng biện pháp thủ công được nữa. Khổ nỗi, quán cà phê đó thì lại là của tư nhân, phủ không thể nào ngang nhiên đem thiết bị tới đặt trong nhà người ta. Họ tính rằng sẽ mua lại quán cà phê này thì mới làm được chuyện đó. Vấn đề là cần một người tin cậy ở ngoài phủ đứng tên. Một hôm, có một người chỉ huy của phủ gặp ông Ẩn, nói rõ về ý đồ đó và đề nghị vợ ông đứng tên chủ sở hữu của quán cà phê này. Ông Ẩn có nói: "Ấy, nhà tôi không có vốn, lấy gì mà góp đây?" Người kia nói: "Không cần góp vốn, tất nhiên là tiền của phủ hết." "Nếu thế thì chia lãi thế nào?" "Ông muốn thế nào cũng được, muốn lấy bao nhiêu thì lấy." Ông Ẩn bảo cách làm đó không sòng phẳng nên dứt khoát từ chối. Sau đó thì họ cũng tìm cách mua lại được một nửa quán cà phê này và bố trí làm một tiệm bánh mì. Ai đứng tên thì ông không rõ. Và nhân việc sửa chữa toàn bộ cái tiệm, phủ đã thừa cơ lắp đặt một hệ thống thiết bị nghe trộm hiện đại ngay tại chính giữa tiệm cà phê. Và hàng ngày, những thông tin nhận được đều được đem về phủ và vẫn không nghe được gì ngoài những tiếng chửi thề của ông Ẩn. Họ biết rõ cái tính cả hỡn của ông nên cứ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, tuyệt đối không nghi ngờ gì hết. Phạm Xuân Ẩn được đánh giá cao không chỉ vì những tin tức ông thu thập được, mà còn vì sự phân tích, hiểu biết của ông về những thông tin đó. Trong nghề tình báo, người ta dùng thuật ngữ xử lý tin tức để phân tích, đánh giá các thông tin nhằm giúp cho người sử dụng những thông tin đưa ra được những quyết định về chính sách. Và Phạm Xuân Ẩn không chỉ là một nhà đưa tin bình thường, mà là một người phân tích sắc sảo, nên ông thường đưa ra rất sớm những nhận định được xử lý từ những bản kế hoạch quân sự phức tạp, được ông thể hiện dưới dạng những bản báo cáo dễ hiểu gửi cho cấp trên của mình. Trong suốt một thập kỷ, Phạm Xuân Ẩn bền bỉ, miệt mài, chờ cho các con đi ngủ hết rồi mới viết báo cáo gửi ra miền Bắc. Ông thường dùng một chất hồ sền sệt được tạo ra từ hỗn hợp nước và gạo để viết báo cáo. Loại mực này sẽ bay hơi trong vòng vài phút. Đây là cách mà ông dùng để đảm bảo tính bí mật cho thông tin. Con chó béc xê Đức được ông huấn luyện một cách kỹ càng, phụ trách việc canh chừng. Bà Thu Nhạn, vợ ông, cũng là một người phụ nữ yêu nước nồng nàn. Khi biết chồng đang gánh vác nhiệm vụ đặc biệt nặng nề và nguy hiểm tới tính mạng nhằm mang lại hòa bình cho đất nước, bà Thu Nhạn cũng sẵn sàng làm mọi việc để ủng hộ sự nghiệp của chồng. Bà không quản vất vả mà nhiều khi còn cùng ông tham gia vào nhiệm vụ cảnh giới mỗi khi ông phải chuyển giao tài liệu. Nhiều hôm, bà còn thức gần như trắng đêm để cùng với ông chụp ảnh các tài liệu. Bà làm mọi điều để chồng không bị phân tán tư tưởng bởi những việc liên quan tới con cái và gia đình. Hai người đồng vợ đồng chồng xác định được cuộc sống của họ bây giờ đều như cá nằm trên thớt. Những thư báo cáo tin tức về việc Mỹ đang dần thay thế Pháp tại Việt Nam là thời kỳ trước năm 1961. Sau đó là những tài liệu có tính chiến lược để phía Bắc Việt có thể nắm vững các kỹ thuật và chiến thuật mới của người Mỹ. Có những bản tài liệu mang giá trị cực lớn, nêu rõ về chiến lược quân sự, bình định, theo cách chống nổi dậy, được các chuyên gia Mỹ đúc kết kinh nghiệm từ các nước khác để áp dụng vào miền Nam. Tài liệu về tổ chức, về trang bị, về các kế hoạch hành quân và các dự định hoạt động của địch, vừa mang ý nghĩa chiến lược, vừa tổng kết kinh nghiệm hoạt động quân sự và bình định. Đó là những nét khái quát lớn nhất về sự đóng góp của điệp viên Phạm Xuân Ẩn. Những tài liệu này cực kỳ quan trọng, được chuyển ra rất sớm, giúp cho Bắc Việt tìm được các biện pháp chiến lược, chiến thuật đối phó đánh địch, lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Những kế hoạch về lập ấp chiến lược, về bình định nông thôn, về chiến tranh đặc biệt, về chiến tranh cục bộ đều được kịp thời chuyển tới Trung ương, là kết quả của một cuộc phấn đấu, một đời hoạt động đầy nguy hiểm của Phạm Xuân Ẩn tại các cơ quan cao nhất của kẻ địch. Ông đã làm việc, quen thân và ra vào dễ dàng, được lòng tin cậy từ những cơ quan lớn của chính quyền Sài Gòn như cơ quan Trung ương tình báo, tổng nha cảnh sát, an ninh quân đội, được phủ tổng thống mời với tư cách là chuyên viên tham gia đánh giá, đọc các tài liệu tối mật và tham gia ý kiến vào việc hoạch định các chiến lược quan trọng của cả chế độ.